Nhân lễ mừng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tròn 100 tuổi, bà Huỳnh Thị Nhân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh chúc thọ đồng chí Võ Chí Công. Phó Chánh Văn phòng Trung ương đã ân cần chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng tới nguyên Chủ tịch Võ Chí Công. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng và chuyển lời thăm hỏi tới nguyên Chủ tịch Võ Chí Công. Trước đó, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng sinh nhật nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Ngoài ra, các đoàn của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân cũng đã đến thăm, gửi lãng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Võ Chí Công tròn 100 tuổi.